thị trường bùng nổ tưng bừng. Ôm tiền quan sát, lừng khừng làm chi? Cổ phiếu ngân hàng đã kéo VN Index tăng rực rỡ vào cuối phiên nay sau khi thị trường xuất hiện những thông tin rò rỉ về tăng trưởng lợi nhuận nhóm này cả năm 2024. Sau những phút đỏ đầu phiên là lình xình kéo dài sau đó, đến chiều thị trường tăng bùng nổ, VN Index cuối phiên được kéo thêm 12,45 điểm tương ứng về vùng 1.144,17 điểm. Độ rộng lại đẹp miên man với 395 mã tăng trên 106 mã giảm điểm. Ngân hàng là nhóm kéo khỏe nhất cho thị trường tăng 1,39%, trong đó VCB tăng 1,2% kéo 1,37 điểm cho thị trường. BID tăng 1,86% kéo 1,12 điểm, CTG tăng 1,47% kéo 0,53 điểm, VPB tăng 1,33% kéo 0,49 điểm. Một số nhóm khác cũng tăng trưởng tích cực như đầu tư công, trong đó vật liệu xây dựng tăng 1,33%, xây dựng tăng 1,26% với đại diện là HPG tăng 1,28% kéo 0,50 điểm cho thị trường. Dầu khí tăng 1,05%, bất động sản tăng 0,55%, chứng khoán tăng 0,99%. Gần như không còn nhóm lại bị bỏ lại phía sau. Cầu bắt đáy mạnh mẽ vào cuối phiên nhưng thanh khoản vẫn giảm so với phiên hôm qua 16.300 tỷ đồng, trong đó khối ngoại bán ròng 204 tỷ đồng chủ yếu xả SSI, DXG, DGC. Việc thanh khoản giảm trong khi thị trường bùng nổ là điều khá bất ngờ, cho thấy sẽ có nhiều nhà đầu tư lỡ nhịp vì quá thận trọng. Phiên tăng mạnh hôm nay chính thức đưa VN Index vượt qua đỉnh cao tháng 12 vừa qua cũng như bứt phá ra khỏi vùng đi ngang tích lũy kéo dài 2 tháng. Đây là tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ.